Rồi, 1, 2, 3. Dạ, đầu tiên cho phép hậu nhân cùng với lại anh sự kiện 78, cái bên là Ba Miền nha cả nhà. Tin Ba Miền cả nhà. Thì hôm nay thì hậu nhân cũng được một cô điền lý cả nhà, cô ở bên Úc. Thì cô cũng ngày hôm qua cô cũng có điện hội Chí Cảnh, cũng như là Chí Cảnh cũng có tâm sự là nhiều. Điện Chí Cảnh nè, mua những chai dầu rồi cả nhà, mua 20 chai, 2 lốc là 24 chai dầu cả nhà. Đó, ủng hộ Chí Cảnh. Đó, thì sẵn đây nhờ hậu nhân đi phát cho tất cả những cô chú anh chị giống như là già nè, yếu nè. Thế nào mình sẽ lục cho cả nhà mình. Dạ, già yếu nè và sức khỏe nó không được tốt với cả nhà trong cái mùa nắng mưa bất thường thế này. Thì mấy anh em, ba anh em của tụi em lát nữa sẽ đi vòng Sài Gòn này nè, phát hết hai hộp gì là 24 chai, phát cho 24 cô chú anh chị, gặp được ai phát thì đó nha cả nhà. Chai dầu thì nó sẽ như thế này, chai dầu gió trắng nha, dầu gió trắng cả nhà. Đây, cái này thì là 180.000 một chai do Chí Cảnh bán đó. Thì ngày qua cô điền lý cô cũng quý anh Chí Cảnh và cô cũng có tâm sự anh Chí Cảnh rất là nhiều và biết là anh Chí Cảnh quy bơm hàng nhiều lắm anh. Dạ. Ừ, Chí Cảnh đi bơm hàng nhiều lắm, sẵn đó cô cũng thương. Thì cô mới mua hai lốc này là 24 chai, và nãy hậu nhân tính tiền cho anh Chí Cảnh là 4.320.000 và miễn phí ship nha cả nhà. Đó, thì bây giờ cho cô bán nước trước đi ha. Bây giờ trước tiên là mấy anh em mình sẽ cho cô bán nước. Anh Phan kêu cô bán nước giùm em đi, anh đứng bên ngoài thì mình sẽ tặng cho cô bán nước một chai trước ha mấy ba mẹ. Tí nữa thì cô bán nước ra gần mình, anh em mình sẽ cho cô bán trước. Thì cảm ơn cô Điền Lý rất là nhiều, mời cô Điền Lý cũng như là tất cả những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã đang xem trên video của mấy anh em. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi phát cho những hoàn cảnh khó khăn trong vòng khu vực thành phố này, ai cảm thấy mà già yếu mình thấy cảm thấy bình thường là mình phát cho người đó hết. Mình phát này, cái này là phát 24 giây là xong hết nghe. 24 giây. Dạ. Dạ. À, mọi người cứ nghĩ làm thử làm mà các anh em phát kéo nhau đến đây mất công nữa đúng không? À. Cái này là phát hết đợt này là xong nha cả nhà. Để nhiều người không biết á, nghĩ là ở đây cứ đi kêu gọi, đi kêu giúp đỡ rồi cái nhà kéo vòng vòng tới nhà chị Hồng Loan là tại tội nghiệp cho chị Loan nữa nha cả nhà. Qua nay cũng có rất nhiều cô chú anh chị này kéo ra hỏi chị Hồng Loan là phát gạo đâu ra, mà trong khi đó chị Hồng Loan không có phát cái gì nghe cô chú anh chị. Đây này, phát nguồn nước. Cô qua đây cô. Cô đây. Không. À, chị thì chị ngại lên hình cho nên là Phúc Thang đại diện gửi cho chị ha. Đây là cô ngại lên hả? Cô ngại lên thì Phúc Thang không có quay ha cả nhà. Đây bộ khán giả đi kèo mua ủng hộ bên Chí Cảnh á, làm cho cô chú anh chị một gia đình thích. Dạ. Đây là cô Điền Lý bên Úc đó tặng cho cô. Dạ. Mình mạnh mình sức lên nha cô. Hả? Dầu nóng hả con? Dầu nóng, thì dầu nóng dầu xanh gì đó mà nó lộn màu trắng. Dạ, thì bây giờ mời cả nhà theo trên đường theo mấy anh em phát 2-3 chai kế tiếp nha. Rồi, đi. Let's go. Trời. Đó thì mấy anh em đang đi phát dầu nha cả nhà. Có một kiều của Bình Úc cũng có cô ủng hộ cho Chí Cảnh mấy chục cây chai dầu. Bây giờ mấy anh em đi phát mấy cô chú ở ngoài đường ở cả nhà. Đó thì đấy, cô chú nào nghèo khó khăn thì phát để xúc cả nhà. Chung là có một chai dầu thôi nhưng mà có ít lòng nhiều của từ cô khán giả Việt Kiều bên Úc ở cả nhà. Cô Điền Lý đúng không em? Thì thấy có không phải anh bán cái số rồi cả nhà. Hiện tại thì mấy anh em thấy một cái hoàn cảnh này cả nhà, là một người cha ẵm theo một người con cả nhà. Đó. Thì em hai đứa chứ, hai đứa luôn. Đó. Anh ơi. Chưa rất là nắng nha, đi bán cái số không thèm đứa con. Trời ơi. Mẹ đâu, nay đi tập trộm, đi bán luôn anh. Trời ơi, đi bán. Ở đâu vậy? Kia. Buồn quá ha.
Sáng nay có một cô ở nước ngoài tắt dầu cho mấy anh em á, tối mà anh thấy mấy đứa cháu nó mệt á, dầu nó mẹ nha. Dạ. 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 Thấy hoàn cảnh này cũng hơi là khó khăn cho mình lặn hai chai, tại vì có ba cha con là cả nhà, ba cha con lận, ba cha con mà có sợ nó phải sống quá trời, bán vô khác rồi hả, chưa nắng gì ẩm thì càng quá trời quá đó ha. Thôi bây giờ mình tiếp theo tiếp tới dùng dòng tiếp theo đó, thấy cái này nữa không biết ai nó có đi vào. Nói chung mình đi ngoài đường đi chứ mình lại bệnh viện thì nhiều lắm. Đúng rồi, đi ngoài đường đó, nhưng mà thấy những hoàn cảnh như vậy mình tặng, nói chung là một cái chai dầu, nhưng mà một cái tấm lòng của khán giả đã gửi tặng nha cả nhà. Tụi em làm YouTube này nói chung cũng không có giàu có gì, cũng không có gì của ít lòng nhiều. Có ít lòng nhiều nha chú. Thế mà đẹp rồi. Ủa, giờ đứng đây cái được mấy mấy. Còn mấy cái súng. Bây giờ. Về mua mua cái bình thái bình mới được. Nổ rồi mà. Em quay. Ừ. Về cắt ra. Chị ơi. Chờ. Thôi trời. Tụi nó bán hả? Quá trời nắng luôn cả nhà ơi. Nó không chai. Anh em phải chai dầu nè, cô ăn giả nước ngoài ăn dầu lắm. Ăn dầu rất mập. Kê cho ba nó kìa nha. Trường thương cổ hả? Dạ, dạ. Để mình có tối hay gì đó mình sức cho nó khỏe. Khỏe mạnh mình sức nha. Đây là của một... Đây là mình không có gửi cho bọn em đi hát. Chắc là không phải là giả như gì đâu. Đúng, cảm ơn nha. Dạ. Chú kia nữa kìa. Mạnh Thường Quân khán giả bên bên Úc á, người ta gỡ. Cảm ơn các bạn. Chú ơi, chú. Khán giả nào chú? Dạ dạ đi liền chút đi. Dạ. Đi liền chút. Tôi đang quay ngoài đường không phát đồ, con không quay cơ quan đâu chú ơi. Qua lên cơ quan hay là vỉa hè không đâu, quát nhạo lên vậy. Thôi đi đi. Qua đi rồi đây 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 cả chú nha, mình đang mình mệt mình lấy một sức cho khỏe nha chú. Cái này của khán giả Việt Kiều bên Úc á chú, gửi cho tụi con đi phát cho mấy chú để tối mình có gì mình sức cho nó khỏe chú ha. Dạ. Cảm ơn chú bán cái số này. Đấy.
Tu ơi, đây con tặng cho chị Dầu nè. Dạ, cái này cô khán giả bên bên Úc á cô, gỡ tụi con đi phát cho mấy cô. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Dạ dạ. Cô ơi, ở đây cô. Đây con tặng cô nè. Con tặng cô chai dầu nha. Cảm ơn cô. Cái này của cô Việt Kiều bên Úc á. À, cho sát nhà bà cụ, bà có bà tay biến cho bà cụ xin được không được con? Đó rồi về bà gửi liền chứ bà không ấy. Trời, bà cảm ơn con. Dạ. Chúc con may mắn. Dạ dạ cảm ơn con. Cảm ơn. Dạ dạ. Thương con nhiều. Mà chú ơi. Đây là trước gần tới chỗ bệnh viện Phong Phú rồi đó nha. Là cô ấy số kìa. Cô ơi cô. Cô đang cầm tiền của sao? Cô tặng cô chai dầu nè. Con tặng cô chai dầu nóng đó hả? À cô không nhận hả? Dạ dạ rồi cảm ơn cô. Cô không nhận cô chỉ làm kìa. Nè 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 nè. Cô có sức dầu không? Tặng cô chai dầu nóng của cô Việt Kiều bên Mỹ á, à, bên Úc á, à, gửi vào tụi con đi phát cho mấy con. Chai dầu. Cảm ơn chú. Dạ. Ờ, cho chú một chai đó nè. Sau lưng đó là. Để thôi đứng là mấy cô qua thấy cho mấy cô đi. Từ từ xe đó, cô ơi. Rồi hết luôn hả? Hết rồi. Rồi hết rồi cả nhà ơi. Hết rồi cả nhà, cho chặt tiếp. Hãy dẹp vòng túi luôn. Rất là nhanh. Rồi dẹp đi ha. Rồi. Cảm ơn con nha. Dạ thì sao có nữa, tụi con sẽ tới. Dạ. Có một Việt Kiều gửi về á, tụi em lo mua dầu ủng hộ xong rồi tụi em đi phát. Dạ. Dạ, cô ít lòng nhiều. Dạ, cảm ơn. Chúc sức khỏe nha anh. Dạ, cảm ơn cô. À vậy hả? À. Con cái nó bỏ hết rồi, giờ tiền đâu mà bỏ. Dạ. Thì tụi con có gì chia sẻ thì có mạnh quân ủng hộ thì giúp ha. Nói chung là tụi con là làm. Dạ. Cái đâu có con cái đâu có ngồi ngoài đường chạy gì đây ngoài phố ngoài đường hội lắm. Dạ. Để đi có gì có điều kiện giúp đỡ cho ở này chia sẻ không còn ai em có ai cho tiền để ba ít đồng có cái đó bệnh. Dạ. Nói chung là tụi em là chỉ chia sẻ thôi, còn Mạnh Thường Quân có gì là tới gặp trực tiếp luôn, tụi em không có nhận quyên góp. Dạ. Rồi thôi về nha cả nhà, à, có gì thì các anh em sẽ đi chuyến sau nữa cả nhà ơi. Dạ, thì nãy giờ thì hai anh em Hậu Nhân, Phúc Khang cũng lại Ba Miền thì cũng có đi một vòng phát những chai dầu cho tất cả những cô chú, anh chị gặp khó khăn trên đường. Thì mình cảm thấy tùy duyên cái nhà, tùy duyên thì mình gặp được ai thì mình phát cho người đó. Đi một vòng phát cũng còn nhiều lắm ở nhà. Mới vừa gần tới bệnh viện thôi thì phát cho một hai cô, cái thấy mọi người tới rất là nhiều, thấy ai cũng dễ thương, thấy cô hoàn cảnh ai cũng khó.
thì song song đó thì mấy anh em cũng phát hết. Dạ thì Hạo Nhân cũng cảm ơn cô Đường Lý rất là nhiều đã phát tâm trong cái tháng 7 này, cũng như là cô Đường Lý này thì Hạo Nhân biết cô đó đã rất là lâu rồi, cô đã giúp đỡ rất là nhiều người. Thì ngày hôm qua thì cô cũng có điện thoại Hạo Nhân nói là chia sẻ nhiều việc, xong rồi cô cũng có điện thoại cho Chí Cảnh và nói chuyện với Chí Cảnh. Thì cô hiểu được là Chí Cảnh thì đứng bên một cái gọi là phản biện để mà nói chuyện với những cái người mà hay nói xấu về chị Hồng Loan và chị Ni, thì song song đó thì cũng bị người ta chia xấu, người ta bơm hàng cả nhà, người ta bơm hàng. Và Chí Cảnh hiện tại không bán nữa, chỉ còn bán dầu thôi. Thì cô thấy cô cũng tội, cô mua ủng hộ 2 lốc dầu để mà ủng hộ Chí Cảnh. Thì xong đó thì cô cũng nhờ Hậu Nhân khi Hậu Nhân đi phát cho những cô chú anh chị nào trên đường, mình thấy mình ta là trên đường già cả rồi, hay là có con cái đi chung với nhau, như nãy thấy cái cảnh đó cả nhà mình thấy đó, nó thấy Hậu Nhân thấy cũng rất là tội nghiệp. Thì cùng với lại anh em đi phát cả nhà, cùng lại anh em đi phát cho, thì cảm ơn cô Đường Lý rất là nhiều đã phát tâm trong tháng 7 này giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn ở Sài Gòn, và trong đó cũng có Hậu Nhân nữa cả nhà. Cô cũng giúp đỡ cho Hậu Nhân một số tiền để mà đợt mà Hậu Nhân đi về về bố vợ Nhân bị bệnh đó, thì cô cũng giúp đỡ cho Hậu Nhân được 4 triệu mấy gần 5 triệu để mà lo cho sức khỏe bố vợ. Thì Hậu Nhân xin chân thành cũng như đại chân thành cảm ơn cô rất là nhiều đã yêu thương quý mến con, đã giúp đỡ cho con. Thật sự con rất là mừng luôn, con cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô tập thể sức khỏe và nhiều thành công thành đạt trong cuộc sống nha. Dạ thì video này là Hậu Nhân làm phát tâm dùm cho cô, giúp đỡ cho những cô chú anh chị ở đây đó, chứ không có kêu gọi, không có quyên góp gì hết nha cả nhà, mong cả nhà thông cảm nha. Và Hậu Nhân thì quay trước nhà chị Hồng Loan, và Hậu Nhân sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa, anh em ở đây không ai đứng lên kêu gọi quyên góp hoặc là chị Hồng Loan thế này thế kia hết nha cả nhà. Đây là tự động mấy anh em tự đi làm và nhận những người quen biết đi giúp đỡ cho những người khó khăn, chứ anh em không có đứng lên kêu gọi quyên góp gì hết, mong cả nhà hiểu giùm. Và sẵn đây thì Hậu Nhân cũng nói luôn cả nhà, Hậu Nhân cũng nói chuyện này luôn, thì có rất là nhiều người đến đây, cái cô hổm dẫn chú ở đây nay tới nữa cả nhà đó, để mà xin gạo xin này kia nói chị Hồng Loan, nhưng mà đâu có ai đăng lên thông tin là chị Hồng Loan phát gạo này kia đâu. Nó đến đây kiếm tới đây nữa thì Hậu Nhân nói hồi hổm cô đã đến một lần rồi, nay cô đến nữa, nhưng mà anh em không quay. Một lần mình đã biết rồi, mình rút kinh nghiệm mình không quay nữa, mình nói đủ thẳng luôn, cô không được tới đây nữa. Chị Hồng Loan có đi có thể là đi phát cho người này cho người kia, thì có thể là đi ở đâu là chị tự động như thấy ở đó chỗ đó, chị thương chị chạnh lòng chị đến đó chị phát đó. Còn chỗ số 5 nội điểm này thì chỉ là bán buôn thôi, dành dụm để mà nếu mà làm ăn có dư được nữa, cô chú anh chị ủng hộ nhiều thì cô sẽ, chị Hồng Loan sẽ đi những nơi khác, chị Hồng Loan giúp đỡ, chứ ở số 5 nội điểm này không có phát nha cả nhà. Đây là chỗ buôn bán đó. Mong cô chú anh chị mình đã xem được video á, thì có khó khăn thì cũng đừng tới đây tìm chị Hồng Loan, tội nghiệp cho chị. Ai cũng tới làm như vậy á, thì người ta tới buôn bán hơi khó khăn, giúp đỡ có dỗ nha. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin cảm ơn cô Đường Lý rất là nhiều ạ.